được, chị cũng không, chị cũng biết gì hơn anh. Bây giờ là thanh toán chút ít nợ nha. Chị thanh toán tiền nợ cho người ta được rồi, chị tính tiếp. Có nghĩa là hoàn cảnh của chị Hương á là không phải là chị nợ về cái số tiền chữa bệnh cho chồng, hay là cái chị nợ về cái khoản mà liên quan tới đỏ đen. Nợ của chị là nợ tiền vật liệu xây dựng, tại vì lúc trước chị có chia sẻ là chị ở trong một cái láng. Dạ em ở trong trại của ông Sáu á. Ở trại, ở trại của một ông Sáu. Yeah. Là người ta cho ở tạm. Yeah. Rồi sau đó là chị dời về đây thì được một một chị cho miếng đất dài là năm ngang là 5 mét vuông. Yeah. Là chị cất cái nhà. Yeah. Và ở đây là Mạnh Thường Quân, và không phải, mình xin nhầm, tự là vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng cho chị nợ tiền vật liệu. Yeah. Xây dựng khi nào chị có thì chị trả. Thì cái ước mơ của chị Hương là chị chỉ ước mơ là chị có được 26 triệu để trả hết cái số tiền vật liệu xây dựng. Rồi hàng ngày chị sẽ đi làm, ai thuê gì chị làm nấy. Yeah. Công việc hiện tại của chị là đang lạc bông sầu riêng. Lạc bông sầu riêng của cái em làm được kêu gì làm nấy mà, không phải làm chừng một. Dạ. Yeah. Thì qua đây thì mình cũng chia sẻ với mọi người, thì bên mình thì hỗ trợ tiền cho chị để chị trả nợ, còn bên em Tiên đồng hành chung với mình thì sẽ hỗ trợ thực phẩm cho chị được đến khi nào thì mình tính tiếp. Vì em Tiên là theo dõi và xuyên suốt cái hoàn cảnh chứ không phải là giao tiền một lần. Một ngày là chị làm là bao nhiêu? Ngày cả 220 em. 220. Dạ. Với 220 là tới 7 người á. Dạ. Tính chị luôn là 8 người ạ. Chị là 8 người em. Có đủ không chị? Nó cũng đắt đấu rồi em ạ. Như chị mua cô nấu với chị ăn xong rồi chị làm cả tiền đeo chị trả nó. Có nghĩa là những cái tập hóa ở đây người ta biết cái hoàn cảnh của chị, người ta cho mình mua nợ. Dạ. Khi nào có tiền thì mình trả. Mình mua nợ xong rồi bắt đầu mình làm cái tiền ở ra mình trả lại cho người ta, trả xong rồi mình mua tiếp em ạ. Với cái hơn 100 ký gạo này là mình có thể ăn được 2 tháng á. Được ấy em ạ. Dạ. Ở chiều chị kho thịt nha. Chiều chị con Tiên có mua thịt heo á. Dạ. Ừ, trứng thì tụi em đi từ Tuy Hòa lên nó cũng bỏ vài trứng. Dạ chị đó chị bỏ đi. Dạ. Đây, đây là cậu trai Út lại đây. Đây là cậu Út nha. Ôi đậm trứng đi em. Trời trời trời. Trời ơi, sách trứng bỏ vô tủ ấy con. Sách ra vì trứng nó bỏ vô tủ với mẹ ấy. Dạ bà cô kêu con kìa. Bên này đáng lẽ chị Hương phải vui, sao chị Hương khóc hoài vậy? Chị mừng lắm em ạ. Tụi em lên cho chị, chị mừng gì. Chị khéo cái cho ba chị. Chào chị khéo cái. Chị mừng chị cũng biết đuôi hả? Chị cũng cảm ơn chị cũng biết gì không? Sao con? Cậu Út nè, sao cậu Út? Sao cậu Út nói đây? Nói con mà cô ơi, nói con mà nói sao? Con cảm ơn cô ơi. Nói con. Hôm trước là cái miệng khóc nó dĩnh dĩnh rồi, bữa nay cháu chơi sao xô cậu mở dĩnh hơn nữa. Chắc có lẽ khoảng thời gian mà một năm gần đây là đây là cái ngày ngày chị vui nhất cái em ạ. Dạ. Chị mừng mà chị vui nhất cái năm đầu chị á. Chị năm điên chị nghĩ lắm em ạ. Chị nghĩ tiếc gì cũng hết nghĩ luôn. Chị nói chị nghĩ quá thì chị bệnh chuông thì con chị không ai nuôi, mẹ chị cũng ai nuôi, còn mình đẹp chuông là cũng ai nuôi mình luôn em ạ. Giờ dạ. Chị cũng không có nghĩ gì nữa, cứ được tác đoạn nào hay đoạn nấy với chị cũng hết nghĩ không. Dạ. Chị bé lớn của mình á, hình như là bé nó hơi khờ khờ. Nó quá khờ rồi em, nó thấy người lạ, nó ít. Dạ. Nói em. Nó em thấy nó nhát lắm, nó khờ lắm. Cái lần trước tụi em tới, bé nó chạy tuốt vô trong trong cái giếng, nó trốn luôn á. Mình có biết được cái người mà cha của cháu ngoại không? Nó ở quay bụng thứ kia đây, đâu em? Người ta không nhận hả chị? Cũng như đợt cái thì nó chưa mất 3 tháng này em ạ. À, chị ra thì nói với bà xem rồi chị cho xin dẫn với đỡ cho má chị, cho má chị đi làm ai nha, ai đỡ. Bà nói chị thì dẫn với chị lo chị thôi được, chị nói sao chị nói dễ dẫn với rồi chị dẫn với chị nuôi chưa hầu 3 tháng chị nuôi giờ được 4 tuổi đi học rồi em ạ. Mà người ta không nhận luôn. Không em.
Rồi bữa nay mấy con có bánh nhiều á, mấy con ăn vừa vừa thôi để ăn cơm nữa nha. Dạ. Dạ con chị. Cô cho bánh đi. Dối. Nhưng mà chút nhìn con cư gà. Ông đưa thuốc kia chị cháu uống á, xè bây giờ mà bốt qua xin tét qua bên đây chưa thấy nữa. Vậy vậy là chị có chở bé đi chăm sóc rồi. Có chị... may không chị? Chị đó, bé có không có may. Bốn qua chị chở ra ông bác sĩ quỷ chị biểu khám giùm cho chị thấy mất khôn quá ra quỷ ông coi rồi ông đưa thuốc cho chị cho uống mới xìa vậy mà. Rồi rồi hết bao nhiêu tiền thuốc chị? Chị có bảo hiểm hộ nghèo quán có công tiền. Dạ. Ờ hiểm hộ nghèo. Trời quê 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 chú nè, quê coi cái mỡ nó nhọn hơn nè. Trời chú. Quê quê. Mỡ chú nhọn. Quê cái mỡ đó. Mỡ nó nhọn hơn. Đó. Ok. Mỡ chú Thanh nhọn hơn, mỡ chú Thanh nhọn hơn. Sao? Giữa cái miệng của con với miệng của chú miệng nào nhọn hơn? Chị sao giờ 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 chị cho em cái thằng nhỏ đây đi em đem dưới em nuôi nha, cho nó đi học. Nuôi chị cũng cho. Sao vậy? Cà cha nó tái đâu tái kia mà. Chị một đống đứa luôn mà. Thì giờ tương lai của ngốc đây cho em về em xuống dưới em nuôi cho nó ăn học. Sao theo chú về dưới nha. Đây không? Đây không? Đi theo chú nha. Chú cháu đây không? Còn ở với ai? Ở với ai? Nói ai? Ở với ai? Cái miệng màu nhọn với cái miệng của chú nhọn như nhau mà. Vậy mình cho bớt đi chị. Chứ không, chuyện cái cha thì đó chị nuôi chuyện cha này em. Chị khổ cả cha. Bữa nay nha, chú nuôi nha, cho con đi học ha. Con đi học ha, ở nhà chú sướng nha. Là mì đẹp đó, mì dài. Cười á. Đây nè, lâu lắm mới được uống sữa nè. Lâu lắm mới được uống sữa nè, có được hộp sữa thì các cháu chia nhau uống nè. Đây là cậu nha, và đây là cháu. Cháu đi xin con nè, không muốn nè. Đó, rất là lễ phép và trật tự nha. Phát sữa cho em nào là em á. Coi cậu nè, cậu ngồi cậu chờ nè. Cậu cặp bì bá kia đã cháu không? Uống đi con. Con cắp lại dành lại em đâu uống không? Anh một cốc thùng kìa, cốc ấy cho nó đừng có mà con đi gọi thôi đi. Dạ, con đi kiếm mấy đứa nhỏ mà dạ, nó chạy trống á, chạy lung tung á. Ừ, nó là cô ấy. Cắt ra cô xua đi, cắt cột tóc này. Còn cắt lại bấm không? Tôi cứ nó phiền phiền trước mắt. Con ăn đi. Cột bẹ. Nè, trái cái cột bẹ. Được không ạ? Chắc có lẽ là do mình ở trong rừng lâu quá, ít dân sinh sống ở đó thì mấy bé nó sống nó ít tiếp xúc với người lạ. Tiếp xúc với ai là em có nhà có với chị với mấy đứa với con chị nó trẻ cháu với ai đi em ạ. Nên nó nhát thôi nhá. Nhát lắm em. Mấy bữa trước ai táo không vậy mà nó nhảy một dù đi xuống dưới kia kìa. Bữa nay thì dạng này, bữa nay chắc có lẽ là thấy tụi em lên lần thứ hai. Đâu quen em, đâu quen á. Đấy, nó không còn đi. Số 11 rồi. Tám đây. Dạ rồi, bây giờ chị Hương ký vô đó. Không, bây giờ chị ghi đi. Chị ghi là thanh toán đủ nha. Đã thanh toán đủ số tiền. Ngày mấy nữa? Chị ghi ngày giống tháng 6. Tháng 5 2023. Để nhận đủ tiền của chị Hương thanh toán. Đủ tiền. Chị vô đâu kem? Vô lấy đơn bụng cái lấy móc của bà đi vô lấy đưa anh có một trăm cuối bây giờ chị Hương ký vô chị Hương hả? Ký xong được chị biết sao chị ghi vô được rồi chị có cần ghi thêm gì không? Chứ cần ghi thêm cái chữ vui quá nữa không? Có luôn hết rồi để sao chị ghi để chị thỏa cái ước mong của chị vui quá đây là người nợ đầu tiên ghi chữ vui quá xong thì xóa nợ lớp luôn em ạ. Chị ơi đây là số tiền 25.500.000 á thì chị đếm lại giùm em nghe. Không thật là chị Hương phải giữ cái này chứ không thôi bây giờ chị về chị ghi thêm tan nữa kêu là chưa nhận cũng chích dở luôn. Chị xí được không chị? Không biết nữa sau này con cái này nè xí được không nè. Xí lấy cháu Huyền tao nghe này là xí luôn nè. 425.500.000 chứ. Bây giờ cái này chị xí được không? Xí được. Chị giữ được không? Được, chị giữ. Chị mà giữ không được là 25.500.000 là nợ nữa đó. Không, chị giữ được, chị mong quá. Giờ chị giữ, rồi, biết chị luôn, đã chị chết á. Hai tờ đây. Giữ tới lúc chết luôn không? Đã chết chị mang theo luôn.
Trời ơi, nghe thế à? Chị mừng à. Rồi chị hết mừng. Rồi xí đưa chị em nha, xí được không? Để đem cái bánh này còn không, đúng không? Cho luôn. Cho luôn, đúng rồi, cái này người ta trả nợ hết rồi mà. Dạ, cái này hết rồi được. Vậy là mấy người kia tay ha, tới trả nợ mà không thèm giữ tờ nào luôn trời. Không thế. Sao bà chủ bị thêm làm sao? Thiệt thà chứ không có chuyện cái này có đây, từ trang này, từ trang này nha. Đây này có tin qua, có Zalo đây, chị cho em hỏi luôn. Bây giờ em nhờ chị cho em hỏi nha. Dạ. Cái số tiền của chị Hương nợ là 25 triệu mấy trăm đó, 500 đó là hơn 2 năm. Dạ, đúng. Khi mà chị Hương nhờ mà những mạnh thường quân giúp đỡ trả cho chị thấy cái phần tiền của chị Hương trả là như vậy là chị mừng không? Chị cũng rất là mừng và cũng rất là cảm ơn các mạnh thường quân đã đến giúp đỡ chị để trả được món nợ rất là lớn đối với chị. Thì cũng cảm ơn tất cả mọi người. Dạ rồi, cũng cảm ơn có một mái ấm gia đình, nên bây giờ nói chung là bây giờ là có một mái nhà là không ai đến được. Em cũng thay mặt chị Hương với gia đình chị Hương á, cảm ơn chị đã cho gia đình nợ tiền vật liệu đó xây nhà trong suốt thời gian vừa qua. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, cảm ơn chị. Thì con mình em đi làm mình nuôi con em trong cái tiền té cho chị, nhưng mà không có gì ạ. Mình em nuôi tới 8 người. Thì em biết rồi, thì từ khi đó chị thấy em đâu có dám xe đâu chị ạ. Thì mới không có lên đôi nợ của chị. Em biết gì ạ, hồi đang em thấy chị lên em chở em biết lắc gì em té chị ạ. Dạ rồi, thì em là chị nào chúng là người nợ, nhưng mà nếu mà người nợ mà như tụi em cả thì chị cũng lên lên chị trả cho em, không đến không dừng chị cho lắm. Em biết gì hết chị. Em thấy hoàn cảnh không tỏ. Em cũng không có đòi. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Vâng. Bây giờ được đây. Rồi. Em biết gì không nữa. Rồi thì của ít lòng nhiều em cho gia gia đình chị. Dạ em cảm ơn chị. Cháu mình khỏe nhé. Dạ em cảm ơn nhiều anh chị. Rồi cảm ơn chị nhé. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Chị Hương chị nói rằng là mỗi lần mà thấy chị chủ lên là rất là sợ. Dạ sợ lắm chị. Anh này ai mà lo thấy em tới cho điện thoại đó em nhắn được mấy đâu. Dạ. Giờ vui rồi đó. Giờ vui lắm chị ạ. Chị đấy thì ông mà em tới cho lại em đâu dám được mấy đâu. Chân em alo cho hỏi ba chị Hương nó quái rồi em riêng nhưng mà dám mất mấy em chị dám mất mấy luôn mà.